Ủa, em làm gì vậy? Thì em nói với anh rồi đó, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Bây giờ em ở nhà thì cũng không được đâu, má công má không có vui lòng. Hơn nữa vì em mà nhà cửa rối ren lên hết. Em không muốn gì em mà má với anh lại cãi nhau đâu. Thôi để má con em về nhà tía vài bữa đi, rồi từ từ tính. Thiệt tình anh không có muốn chút nào luôn á. Mà thôi, nếu như em thấy về bên tía vài hôm mà thoải mái á thì em cứ về đi, về lựa lời á mà thưa với tía. Nhưng mà đem vừa vừa đồ thôi, đem nhiều đồ về bên đó tía thấy rồi tía bị sốc nữa, hiểu không? Bé Hương, con với má về bên ông ngoại ở vài hôm nha. Rồi tía thu xếp công việc xong á rồi tía qua tía đón hai má con về với tía nha. Dạ. Ráng ngoan nha con nha. Dạ. Sao mình phải qua bên ông ngoại vậy tía? Tại vì mấy hôm nay ông ngoại nói là ông ngoại không được khỏe, nên hai má con mình về bển ở chơi với ông ngoại, làm cho ông ngoại vui, để ông ngoại mau hết bệnh nha. Dạ. Thôi soạn đồ vô đây đi, đừng có đem cái giỏ đó về. Vô đây cho tía. Dạ tía. Má, con đưa vợ con về bên nhà tía ở vài hôm nha má. Tôi má con đi. Con hư nội con đi. Hãy